Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Lần đầu tiên, Trung Quốc ghi nhận không có bất kỳ trường hợp nhiễm mới nào trong nước kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc cho biết, đây cũng là lần đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, nơi mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát, không có trường hợp nhiễm mới nào, cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Trên toàn cõi Trung Quốc thì có 34 trường hợp nhiễm bệnh mới, tất cả đều là những bệnh nhân từ ngoại quốc trở về, số người chết vì đại dịch COVID-19 trong ngày giảm xuống chỉ còn 8 trường hợp, nâng tổng số trường hợp tử vong tại Trung Quốc lên 3.245 người. Số trường hợp nhiễm corona ở Trung Quốc hiện nay là 80.928 người, với 70.420 người đã hồi phục. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc thực hiện việc công bố số trường hợp nhiễm mới hàng ngày ở tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 và theo dữ liệu trên toàn quốc từ ngày 20 tháng 1 được đề ra. Trước đó, thì các chuyên gia của Trung Quốc dự đoán, đến cuối tháng 3 năm nay, Vũ Hán sẽ không còn trường hợp bệnh nào gia tăng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thành phố này vẫn xuất hiện những trường hợp bệnh tại các phòng khám, gây ra sự lo ngại về nguồn lây nhiễm mới vẫn tồn tại trong cộng đồng.